Bộ project mà khi mình lưu á thì nó giữ lại tất cả những cái thao tác mình đã làm từ đây trở về trước. Thì khi mình lỡ máy nó đứng mà mình lưu rồi, mình mở ra thì mình khi mình open project lại thì nó trở lại cho mình đầy đủ về mình làm tiếp. Hoặc là có trường hợp năm nay mình làm một cái hoạt động, năm sau mình lại làm, mình lấy cái này mình sửa thôi, thì mình không phải làm lại. Mà mình không lưu cái gốc thì mình không sửa được. Thì bây giờ cách lưu thì cô xem cách lưu nha. Lỡ máy mình có đứng có treo gì thì mình xử lý nó. Một số trường hợp khi thì cô chạy, đôi lúc mình play nó không được luôn, review không được luôn, bắt buộc mình phải tắt chương trình, mình mở lại, mình mở project lại mình, thì nó mới chạy. Đôi lúc nó bị vậy. Bây giờ để lưu nó thì cô bấm vào nút save mà. Rồi sau khi bấm vào nút save xong thì cô chọn cái folder mà mình đã tạo lúc nãy đó, ở trong ổ DD đó. Thì cô vào đúng cái ổ DD của mình ha. Rồi mình vô cái mục chuyên đề hè của mình, 7 điều quan thế giới. Và ở dưới này thì cô đặt tên là cái dòng file name thì cô xóa hết. Mình đặt là 7 kỳ quan đi. 7 kỳ quan. Sau đó mình bấm nút lưu. Bấm nút lưu ha. Thì khi thầy cô đi ra cái thư mục bên ngoài của mình á, khi mình lưu xong thì thầy cô sẽ thấy nó có một cái file gốc nè. Cái file nó có cái biểu tượng producer. Đây chính là cái file project của nó. Và đây là những cái file phụ, kệ nó, thì cô đừng có xóa nó nha. Những cái file này là những cái file nó sẽ liên kết những cái dữ liệu này vào đây cho mình nè. Cho nên tại sao mà hồi nãy mới nói với thầy cô là phải tạo các thư mục hình ảnh nhạc nằm cùng chỗ với 7 kỳ quan của mình. Tại vì nếu mình không tạo cùng chỗ mà mình lấy chỗ khác á, thì khi mà mình cất giữ cái bộ gốc này đi mà mình copy mà mình không copy nó theo á, thì một lát nó lót lên cái hình nó không có. Nó không có gì hết. Thực ra cái file này nó là sự liên kết của các cái dữ liệu nằm trong đây lấy xuống. Nó không giống PowerPoint khi thì cô chèn cái hình vô thì mình không cần chép cái thư mục hình đó, nó nằm trong cái file luôn. Còn cái này cái hình nó không có nằm trong cái file mà nó liên kết lấy từ đây xuống, lấy từ đây xuống, lấy từ đây lên. Cho nên là mình phải chứa nó trong cùng một thư mục. Thì khi mình đã có cái file này rồi thì mình yên tâm là mình có thể tắt cái producer bình thường, mình tắt cái này ha. Rồi thì cô ra đây thì cô mở trực tiếp từ đây cũng được. Mở trực tiếp này. Thì khi mình mở trực tiếp từ cái file này rồi đó, thì nó tự động nó sẽ khởi động cái producer lên cho mình và nó load tất cả dữ liệu mà mình đã làm đến thời điểm mà mình lưu. Có đủ hết rồi. Thì cô làm tiếp thôi. Hoặc là máy mình nó bị đứng, bị treo gì đó mình mở lại. Trường hợp mà mình không mở trực tiếp thì thầy cô sẽ mở producer lên. Sau đó mình open giống như file PowerPoint thôi đó, mình mở producer lên và mình open nó ra. Thì khi open nó ra thì mình sẽ chọn đúng cái thư mục của mình, nó có 7 kỳ quan đó, mình chọn và mình mở nó ra. Thì nó sẽ load dữ liệu vào, đó, nó load dữ liệu vô đầy đủ luôn. Thì cô thấy nó load từng cái đó. Rồi bây giờ thầy cô lưu bài nha.